Bác ăn trứng nha. Này, mẹ cho bún miếng cơm nhé. Xúc ăn giỏi nhỉ. Ăn đây ta ăn lên nhé. Đấy. Mẹ xúc lên nhé. Đây muôi có lấy ở con này. Ngon không? Bố bây giờ ăn trái cây tốt hơn rồi. Giỏi nhé. Túi to thế. Con ngồi lại đây. Bố thích hả? Ao. Đi xuống đi. Đi rửa tay chân nhá. Nào, đi rửa tay nào. Ôm mẹ. Đi. Phải rửa tay chân sạch sẽ nhá. Tay xuống phòng nhá. Đây là lúc đã trồng phòng. Ăn no cái bụng chị ạ. À.